rồi nó sẽ tạm chia tay gia đình mình nha. Tại vì mà sau cũng còn nghệ sĩ ca sĩ đang chờ đợi đi biểu diễn nè. Dạ. Nhạc phẩm Tết miền Tây, một sáng tác của nghệ sĩ Cao Minh Thu, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Biết bài gì không mà vỗ tay. Xuân
Phan Thị Anh Tư.